Lắng nghe và dịch những câu sau sang tiếng Anh. Một. Học sinh viết một câu chuyện ngắn về chủ đề mình yêu thích. Hai, giáo viên hướng dẫn học sinh cách lên thời gian biểu. Ba, trong giờ toán, học sinh phải làm rất nhiều bài toán khó. Bốn, giáo viên đọc một bài thơ ngắn cho lớp nghe trong giờ văn. Năm, học sinh chơi trò chơi từ vựng để học những từ mới. Sáu, trong giờ học nghệ thuật, học sinh vẽ tranh về gia đình mình. Bảy, giáo viên hỏi học sinh về sở thích của họ trong giờ giới thiệu bản thân.
8. Học sinh tập đọc câu chuyện ngắn với giáo viên hỗ trợ. Trong giờ địa lý, học sinh xem bản đồ để tìm hiểu về các quốc gia. Mười, giáo viên khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và nói về điều họ muốn tìm hiểu.